今日不杀你，待我来人为人呀！你也是来朝贡的？来者何人？敢来此处找我清修？嗯，又是只猴子。施主，不如放下棍棒，也同我学点佛法。 跟上，别乱了阵脚。你若进了这道门，便回不了的。 在樊笼里，不得反击。小僧法名广谋，若是今日死在你手，帮我带句话给师父。 肉眼凡夫，求而不得，神仙苦，半荣半枯，几人之事长生？施主如此执于外物，与我的。
凤兮凤兮，何德之帅？往者不可见，来者犹可追。小师傅，天色已晚，你来我这修身之地大开杀戒，到底是何居心呢？如此苦苦相逼，便怪不得小生现出本相。且慢，是大哥要我来做个内应，这才假意听命于那熊皮，守着后山要道。知君命不好，同病亦同忧。观音禅院是烧没了，可那长老的冤魂没有散，贪根不拔，苦树常在。你真正想要的东西忘了最好。阿弥陀佛，那三口红钟终于响了。徒儿们，又有外面的老爷们过来了，给我带新宝贝了。我看不见样貌，但我能闻到那股骚味儿。你回来了！定是你把那袈裟藏起来了，快还给我！
500年了，我重建了观音禅院，规模比之前的更大。那些葬身火海的僧众，化为孤魂野鬼，在这黑风山间游荡，是我亲手将他们超度。 我曾经对我说：“眼不见心不乱，寻常修为，入一切相，破一切相，方得自在。”可是他自己看到那些东西后，不也疯了吗？ 都想神仙好，唯有功名。có cái vẻ gồng xong á thì mình về chỗ ngoài bìa rừng nè, cái chỗ mà mình đi đánh con Thanos lần đầu á. Rồi sau đó các bạn đi qua bên trái, rồi tiếp tục rẽ bên phải. Sau khi rẽ phải xong á thì các bạn sẽ thấy một cái thác nước đằng trước kìa. 头悬是曹恒，无有因，似毒石。
nghe tiếng gì đó. À, mắt ẩn nè, mới đi đập đầu vô chỗ con chuột bự á, vô đánh con rồng thử. Đây như có con rồng điện nè. Cây luôn. Mày đánh một cái 20% máu luôn. Á ba sắt đấm một phát một nó thấm ghê. Nhảy vô mày. Phải chứ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đánh không thấy gì luôn trời. Đâu chết nữa chứ. Đánh gần hổ khó quá, chạy qua đánh gần rồng. Tôi về làm gì ta? Ủa, có đường gậy mới. Đam 70. Tăng chỉ là chí mạng. Ủa là tăng bao nhiêu không ghi. 3%. À này giảm sát thương. Rồi sao thoát cái map. Xong cái mắt cũng nè.